Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh bộ đôi Kakoshi Ninja Iwan và Seth Iwan 2024 chính thức ra mắt thị trường Bắc Mỹ. Sau cái sự ra mắt của cái chiếc Kakoshi Ninja 7 Hybrid trước đó, thương hiệu Kakoshi cũng đã tung ra hai cái mẫu xe mới là Ninja Iwan và Seth Iwan 2024 ứng dụng cho mình cái động cơ điện chính thức ra mắt thị trường xe máy ở nước Mỹ. Giá bán cũng như thông số kỹ thuật được chúng tôi bật mỹ clip bên dưới. Như chúng tôi đã nói trước đó, cái dòng là Kakoshi Ninja Iwan và Seth Iwan dựa trên cái dòng mô tô là Ninja 250 hay là 400, Seth 250 hay là 400. Tận dụng cho mình thiết kế cái phần đèn pha, đèn hậu cho thân xe, nhưng vẫn thiếu đi một thứ gì đó chính là hệ thống ống xả. Và có một cái điểm nhấn khác biệt được coi là cái điểm nhấn chiếc xe, đó chính là cái công nghệ điện tiên tiến. Cái hai mẫu xe này đều được trang bị cho mình cái động cơ chạy bằng hai cái pin lithium-ion, tạo ra cái công suất liên tục là 67 mã lực tại vòng tua là 2.800 vòng trên phút và công suất cực đại là 12.1 mã lực tại vòng tua từ 6.200 vòng đến 4.000 vòng trên phút, với cái moment xoắn cực đại là 40.5 Nm tại ngưỡng tua máy từ 0 đến 1.600 vòng trên phút. Về tính năng, cả hai mẫu xe này đều có tốc độ giới hạn tối đa là 99 km/h. Mỗi lần sạc pin mất là 37 giờ để sạc từ 0 đến 100%. Xe có 3 chế lái gồm Eco, Twist và eBoost. Ngoài ra xe còn có thêm tính năng là Sport Mode, cho phép chiếc xe tự là tiến lên hoặc là lùi lại ở dụng cái tốc độ thấp. Kết quả là tiết kiệm được nhiều cái năng lượng hơn. Đặc biệt tận dụng trên mình khi là bị kẹt xe hoặc lái xe qua những cái khu vực là giao thông đông đúc với tốc độ tối đa là 10 km/h. Về kết cấu của cái hai cái mẫu là Kakoshi Ninja Iwan và Seth Iwan 2024 đã được trang bị cho mình cái khung chassis bằng thép cường độ cao kết nối với hệ thống là treo ống lồng tiêu chuẩn 41m ở phía trước và phía sau là liên unichuck có thể điều chỉnh tại trước. Hệ thống phanh trước là phanh đĩa đơn 290m đi kèm với kẹp phanh 2bis, trong khi phía sau là phanh đĩa đơn 220m đi cùng với kẹp phanh 2bis. Cái bánh trước sau màu bảy inch cùng với cái lớp ở phía trước là 180/17MC 52S, trong khi phía sau là 130/70/17MC 62S. Một cái điều thú vị nữa là Kakoshi Ninja Iwan sẽ có cái trọng lượng thân xe là 140kg bao gồm luôn pin, trong khi cái chiếc Kakoshi Seth Iwan 2024 lại có cái trọng lượng thân xe chỉ có 135kg bao gồm luôn pin. Cả hai mẫu xe này đều có cái chiều cao yên là 784mm. Bề mặt tổng thể thì Seth Iwan nó ngắn hơn và rộng hơn chút so với cái dòng Ninja Iwan. Giá bán chính thức tại thị trường nước Mỹ như thế nào? Kakoshi Ninja Iwan 2024 sẽ có mức giá giới thiệu là 7.599 USD, đó ra tiền Việt nó tương đương là 180 triệu đồng, trong khi cái chiếc Kakoshi Seth Iwan 2024 thì có mức giá bán rẻ hơn là 7.299 USD, đó ra tiền Việt nó tương đương là 173 triệu đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để kia tiếp nhớ like, share, subscribe.